á. Bạn nghĩ ra cái tiếng kêu lợi hại thiệt đó nha. Chuyện mắt cái là té nó hơi đau xíu thôi. Còn cái vụ mà mất trí nhớ á, ông Lâm ông ấy nấy mới là chuyện lạ. Tự nhiên có người quan tâm chăm sóc sướng ta. Có gì đâu, bầm dập chút xíu thôi mà. Dù cho có phải sức đầu mẻ trán thì tôi cũng không để cho cặp đôi của họ hạnh phúc đâu. Chị, thôi mà, em cũng là phụ nữ em hiểu mà. Ai cũng có sự ích kỷ của riêng mình hết. Nhưng mà em nghĩ đủ rồi. Chị làm khổ anh Lâm vậy đủ rồi chị Hiền. Buông tha cho anh Lâm đi. Cô nói gì vậy? Thả tay tôi ra đi. Anh Lâm ơi, anh Lâm, nè, cô làm cái gì tôi vậy? Nè, ai đó? Mổ. Trời đất ơi. Cái gì vậy? Cái gì? Hiền, em có sao không vậy? Mấy người này á, mà có gì em không hiểu. Nè, tôi năn nỉ mấy cô luôn á. Mấy cô tha cho tôi đi. Đừng có đánh tôi mà, tôi đâu có biểu gì đâu. Để anh đỡ em vậy. Mấy người làm gì vậy? Mấy người có thấy cô bị bệnh không? Anh có bị mù không vậy? Cô ta luôn lợi dụng anh đó. Kiều, tôi với cô chia tay nhau rồi. Chuyện riêng của tôi, cô đừng có xí vô. Trời, mọi người, ở dưới quê của em mới gửi lên một ít đặc sản. Nói là để mời mọi người ăn mà nãy giờ quên mất tiêu. Đây. Trời ơi, cái này là kẹo nhà em làm nha, ngon dữ lắm luôn á nè. Ăn. Chị ăn đi. Cảm ơn em nha. Cây miệng. Tới đây làm phiền mọi người rồi, còn có lộc ăn nữa. Phiền gì không biết nữa. À, xin lỗi em nha. Chị bị dưỡng cái này đậu phộng á, cho nên không ăn được. Dưỡng đậu phộng hả? Có lượng thứ luôn trên đời tuy không mong xảy ra, nhưng mà lại tuyệt vời thế.